Theo chuyên gia tư thế ngủ James Leinhardt, nằm ngủ sấp có thể khiến bạn đau nhức hơn là sảng khoái vào buổi sáng. Mặc dù nằm sấp khi ngủ có thể giảm ngáy và giảm chứng ngưng thở khi ngủ, tư thế này cũng gây áp lực cho lưng và cổ. Điều đó có thể dẫn đến giấc ngủ kém và khó chịu trong suốt cả ngày. Nếu đang mang thai, bạn nên đặc biệt cẩn thận về tư thế ngủ và tránh nằm sấp nếu có thể. Nhiều tác hại. Đau mỏi cột sống. Theo Mayo Clinic, nằm sấp khi ngủ gây ra căng thẳng cho lưng và cột sống. Do phần lớn trọng lượng nằm ở giữa cơ thể, bạn sẽ thấy khó duy trì tư thế cột sống khi ngủ. Căng thẳng lên cột sống làm tăng căng thẳng lên các cấu trúc khác trong cơ thể. Ngoài ra, vì cột sống là đường dẫn cho các dây thần kinh, nên căng thẳng cột sống có thể gây đau mọi vùng trên cơ thể. Đau lưng, cổ hoặc vai. Nằm sấp khi ngủ làm tăng nguy cơ đau cổ. Khi nằm sấp, bạn phải quay đầu sang một bên để thở. Việc này đòi hỏi bạn phải vặn cổ, khiến cổ không thẳng hàng với phần còn lại của cột sống. Ngoài đau lưng và cổ, tư thế ngủ sai có thể dẫn đến các biến chứng khác như đau đầu, đau vai hoặc cánh tay. Xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt. Khi một bên mặt của bạn bị ép vào gối, nó sẽ kéo căng và nén ra suốt đêm. Do đó, nằm sấp khi ngủ có thể góp phần tạo nếp nhăn trên khuôn mặt. Rủi ro khi mang thai. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bạn có thể ngủ thoải mái với tư thế bình thường. Tuy nhiên, khi bụng càng lớn, việc nằm sấp khi ngủ trở nên khó chịu. Sự khó chịu này sẽ cản trở giấc ngủ. Theo thời gian, giấc ngủ kém chất lượng dẫn đến tình trạng thiếu ngủ. Mất ngủ khi mang thai làm tăng nguy cơ sinh non, chuyển dạ lâu, đau đớn hơn và gây ra trầm cảm sau sinh. Thay vì nằm sấp khi ngủ, các bác sĩ khuyên phụ nữ mang thai nên ngủ nghiêng về bên trái. Vị trí này giúp giảm áp lực lên gan cũng như tĩnh mạch mang máu từ chân trở về tim. Nó cải thiện lưu lượng máu đến thai nhi, tử cung và thận. Thay đổi tư thế ngủ. Nếu nằm sấp khi ngủ khiến bạn bị cứng hoặc đau nhức các cơ, bạn cần thay đổi tư thế. Nghiên cứu cho thấy, nằm sấp là tư thế hỗ trợ lưng tồi tệ nhất. Nằm ngửa hoặc nằm nghiêng khi ngủ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và ít khó chịu hơn so với nằm sấp. Nằm ngửa giúp giảm đau lưng và giảm nguy cơ nếp nhăn trên khuôn mặt. Cách dễ nhất là giữ cho cột sống của bạn thẳng hàng khi ngủ ở tư thế này. Tuy nhiên, nằm ngửa khi ngủ cũng làm tăng nguy cơ ngáy và ngưng thở khi ngủ. Ngủ nghiêng. Nếu ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ là vấn đề đáng lo ngại, ngủ nghiêng có thể là tư thế tốt. Nằm nghiêng mang lại tác dụng bảo vệ tương tự và có nhiều lợi ích hơn so với nằm sấp. Ngủ nghiêng giúp giảm chứng ợ nóng, ngủ ngáy và đau lưng. Nằm nghiêng là tư thế ngủ phổ biến nhất, được hơn 60% người ưa chuộng.